Dạ xin chào, em tên Hiếu, em xin giới thiệu hướng dẫn cách để mình điều khiển núm cần số nổi lên. Đây núm cần số này à, khi không cần nổ máy. Dạ, đây mình tắt công tắc hết, bắt đầu mình bấm mở on công tắc và mình đạp thắng, giữ chân đạp thắng, tay này mình giữ nút cần số này sát vào vô lăng. Và mình sẽ tập trung vào núm cần số, mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dạ. Đây là núm cần số nổi lên. Khi núm cần số nổi lên này, ta có thể chuyển qua số N trong trường hợp ta kéo xe cứu hộ. Dạ, em xin cảm ơn.